chương trình Tam Nông. Chương trình Tam Nông. Mời quý thính giả theo dõi chương trình Tam Nông của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Thưa quý thính giả, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin chưa bao giờ ngành hàng cà phê rơi vào tình trạng hết hàng để xuất khẩu như thời gian này. Giá cà phê có thời điểm lên mức kỷ lục cao hơn 70.000 đồng một ký, cao nhất trong 30 năm qua. Cà phê có giá cao kỷ lục và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Nhưng vì lợi nhuận, gần đây người dân nhiều dùng chuyên canh cà phê thu hái trái ngay khi còn xanh. Chuyên gia đưa ra những cảnh báo khi việc làm này ảnh hưởng lớn tới chất lượng, nguy cơ mất đi hàng ngàn tỷ đồng xuất khẩu. Ông Phan Minh Thông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phúc Sinh mới đây thông tin, thế giới phụ thuộc vào cà phê Việt Nam, đây là nguồn cung lớn thứ hai toàn cầu. Song Việt Nam mất mùa cà phê nên nguồn cung khan hiếm, giá đẩy lên cao. Những ngày đầu tháng này, giá cà phê Robusta và cà phê Arabica tiếp đà tăng trong khoảng 58.000 đến 59.000 đồng một ký. Với giá này, nông dân lời nhiều. Tuy nhiên, ở một số nơi như huyện Tâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, huyện Đắc Hà, Kon Tum xuất hiện tình trạng người dân thu hái cà phê xanh để bán. Theo các chuyên gia, nếu hái xanh tỷ lệ 60%, chín 40% thì trọng lượng giảm đi khoảng 20%. Tỷ lệ 30% trái xanh, 70% trái chín thì trọng lượng giảm khoảng 15%. Để đảm bảo chất lượng cà phê, Cục Trồng trọt ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về việc thu hái cà phê đúng thời điểm, đúng kỹ thuật đối với từng loại cà phê. Theo đó, cà phê thu hoạch có tỷ lệ trái chín đạt từ 90% trở lên, bao gồm cả trái chín vàng và chín đỏ và tỷ lệ tạp chất không quá 2%. Trong khuôn khổ Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền Sóc Trăng năm 2023, Sở Công Thương tỉnh tổ chức hội nghị giao thương kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh thành phố với các nhà phân phối trong và ngoài tỉnh. Giao thương kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh thành phố với các nhà phân phối trong và ngoài tỉnh nhằm tạo điều kiện cho các nơi trong tỉnh quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản, đặc trưng, chủ lực, sản phẩm OCOP. Kết nối giao thương với các doanh nghiệp trên cả nước, ông Mã Văn Hồng, Giám đốc Hợp tác xã Nông Ngư Hòa Đề, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng cho biết, đến với hoạt động kết nối giao thương lần này, Hợp tác xã quảng bá giới thiệu các sản phẩm như chả cá rô phi, chà bông cá rô phi, khô cá rô phi một nắng, tôm khô. Đây đều là những sản phẩm chủ lực sản xuất từ vùng tôm lúa của huyện Mỹ Xuyên. Tổ chức những cái kết nối này thì tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ có cái cơ hội để mà tiếp xúc được với những cái đơn vị phân phối và nhà phân phối lớn hơn, từ đó sẽ cái sản phẩm mình được đi xa hơn. Khu trưng bày triển lãm sản phẩm của các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp gắn với không gian kết nối tập trung giữa các doanh nghiệp cung ứng, cơ sở sản xuất của các tỉnh, thành phố với các doanh nghiệp, hệ thống siêu thị, nhà phân phối trong và ngoài tỉnh. Tại đây, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh được trao đổi kinh nghiệm giao thương, kết nối cung cầu trực tiếp giữa các doanh nghiệp cung ứng, cơ sở sản xuất của các tỉnh, thành phố với các doanh nghiệp, hệ thống siêu thị, nhà phân phối trong và ngoài tỉnh. Hiện các hoạt động tìm kiếm đối tác kết nối giữa các đơn vị sản xuất sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, đặc sản và đại diện các doanh nghiệp, hệ thống phân phối tiêu thụ sản phẩm diễn ra sôi nổi, đội ngũ mua hàng của các đơn vị tiêu thụ sản phẩm trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, trao đổi với các doanh nghiệp sản xuất nhằm thiết lập các giao dịch, đưa ra những tín hiệu thị trường. Bà Phạm Thị Dân, Giám đốc Hợp tác xã Anh Nguyên, đến từ tỉnh Đắk Lắk tham gia hoạt động chia sẻ, tỉnh Sóc Trăng và các doanh nghiệp cũng tạo điều kiện để Hợp tác xã kết nối các mặt hàng sản phẩm như cà phê, maca, sa chi và các mặt hàng nông sản của Tây Nguyên. Bà Vân đề đạt. Tỉnh và các doanh nghiệp cũng tạo điều kiện cho để kết nối các mặt hàng sản phẩm bên em như cà phê, maca, sa chi. Và các hàng nông sản của Tây Nguyên cũng mong mỏi là sự đón tiếp của các nhà phân phối, các cơ quan chức năng và của ở Sóc Trăng tạo điều kiện cho doanh nghiệp và đoàn có cơ hội để tiếp cận với đến với người tiêu dùng cũng như là đồng bằng khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo ông Nguyễn Hải Trường, giám đốc siêu thị Go Cần Thơ,
Chủ yếu các doanh nghiệp với hình thức là vừa và nhỏ mới đi vào khởi nghiệp, chưa từng đưa sản phẩm vào thị trường hiện đại, nhất là hệ thống siêu thị. Ông Trường cho biết thêm. Đa phần các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và đa phần là mới đi vào khởi nghiệp và chưa từng là có đưa những sản phẩm vào thị trường hiện đại, đặc biệt là hệ thống siêu thị. Thì tất cả các sản phẩm thì đều đạt được cái yêu cầu cơ bản đó về là các cái công bố về chất lượng, về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên là để mà các cái thủ tục tiến tới và để đưa hàng vào hệ thống siêu thị thì các doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm, cũng chưa có sẵn sàng. Thì sáng nay thì phía trường của công ty cũng có giới thiệu hướng dẫn cho các doanh nghiệp các cái bước từng bước một để tiếp cận với là thị trường tiên tiến. Hoạt động giao thương kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh Sóc Trăng lần này còn có sự tham dự của trung tâm xúc tiến của các tỉnh thành phố trên cả nước, các hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng bán lẻ, hệ thống phân phối lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh thành phố như Sài Gòn Co-op khu vực miền Tây 2, Co-op Mart Cần Thơ và Co-op Mart Sóc Trăng, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sata Food Cần Thơ, tập đoàn Central Retail Việt Nam, công ty cổ phần thương mại Bách Quá Xanh cùng các siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng bán lẻ, trạm dừng chân, các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trong tỉnh Sóc Trăng. Hội nghị diễn ra hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng, các tỉnh thành phố trong cả nước với các hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng bán lẻ, nhà phân phối, chợ đầu mối trong và ngoài tỉnh. Thưa quý thính giả, trong chuỗi sự kiện của lễ hội Ốc On Bóc, Đua Ghe Ngò tỉnh Sóc Trăng năm 2023, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tổ chức xác lập kỷ lục bức tranh lớn nhất Việt Nam được làm từ gạo ST. Ông Trần Minh Tý, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng cho biết, việc xác lập kỷ lục bức tranh lớn nhất Việt Nam được làm từ gạo ST với mục đích tôn vinh hạt gạo Sóc Trăng, đẩy mạnh liên kết phát triển kinh tế nông nghiệp, tiến tới phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn tỉnh Sóc Trăng. Thông qua việc xác lập kỷ lục, sẽ quảng bá hình ảnh cây lúa hạt gạo Sóc Trăng, góp phần cho việc xây dựng thương hiệu du lịch, tạo tiền đề ngành du lịch Sóc Trăng từng bước phát triển, trở thành nền kinh tế quan trọng và mũi nhọn của tỉnh trong thời gian tới. Ông Trần Minh Lý nhấn mạnh. Cây lúa là sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Sóc Trăng. Trong đó, giống lúa tôm ST với chất lượng vượt trội đã đạt kim ngạch xuất khẩu cao và đưa gạo Việt Nam nói chung, tỉnh Sóc Trăng nói riêng vươn ra tầm thế giới. Gạo ST 24 được vinh danh top 3 gạo ngon nhất thế giới vào năm 2017 và gạo ST 25 giành giải thưởng cao nhất cuộc thi gạo ngon nhất thế giới năm 2019. Tác phẩm bức tranh làm bằng gạo ST 25 với chủ đề Cây lúa Sóc Trăng xưa và nay có kích thước cao 4m và ngang 7m do 10 nghệ nhân chế tác thủ công trong thời gian 30 ngày, có độ dày 10mm, lắp ghép từ 14 bức nhỏ, mỗi bức 1m x 2m, được phủ sơn trong suốt, chống thấm, chống nhiệt với độ bền trên 30 năm. Tác phẩm thể hiện sự so sánh và phản ánh giữa hai thời kỳ khác nhau để làm nổi bật thêm sự phát triển và thay đổi của ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung và ngành nông nghiệp của tỉnh Sóc Trăng nói riêng. Bức tranh là một cánh đồng tổng thể mênh mông, tái hiện lại truyền thống của nghề nông Sóc Trăng. Những cô gái đang khoan thai cắt lúa bằng tay, hình đôi trâu cổ lúa trên đồng và phía sau là những mái nhà lá đơn sơ mộc mạc, tô điểm nét quê thật giản dị và thanh bình, thể hiện nét đẹp lao động cần cù và gắn bó của tỉnh Sóc Trăng qua các thời kỳ. Và bên cạnh là sự cải tiến về công nghệ mà ngành nông nghiệp đang ứng dụng với chiếc máy gặt đập liên hợp và con đường nhựa thênh thang trải dài kết hợp với những ngôi nhà kiến trúc hiện đại, qua đây thấy được sự tiến bộ về mặt khoa học kỹ thuật trong canh tác lúa, giúp tăng năng suất và cải thiện đời sống của người dân. Điểm nhấn của bức tranh là biểu tượng giống lúa ST25 thể hiện niềm tự hào và vinh dự của ngành nông nghiệp Sóc Trăng khi lần đầu tiên được vinh danh gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019. Dự kiến bằng kỷ lục Việt Nam với nội dung bức tranh ghép chủ đề cây lúa xưa và nay đầm từ gạo ST lớn nhất Việt Nam sẽ được trao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng vào ngày mai. Cũng tại sự kiện này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng khai mạc liên quan ẩm thực đường phố Hương vị Sóc Trăng lần thứ 5, liên quan thu hút gần 50 gian hàng lớn nhỏ trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các nghệ nhân trong tỉnh. Thưa quý thính giả, ông bà ta thường ví von, con chim quý thì phải ở lòng son.
Với người chơi cây cảnh thì coi chậu và đôn chậu là một phần vô cùng quan trọng. Do vậy, nghề làm chậu kiểng song hành với người chơi hoa cảnh. Cứ vào cuối năm, khi các nhà vườn trồng hoa kiểng tất bật để cho ra những sản phẩm chất lượng phục vụ thị trường, thì nghề đúc chậu kiểng hay còn gọi là quay chậu ở xã Vĩnh Thạnh, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cũng vào vụ. Nghề đúc chậu có thể làm liên tục trong năm, nhưng dịp Tết là mùa làm ăn sôi nổi nhất. Để tạo ra một sản phẩm đẹp, đòi hỏi người thợ phải khéo léo điêu luyện từ các khâu đúc khuôn, tạo hình cho đến khi thành phẩm. Nghề đúc chậu đòi hỏi người làm phải có niềm đam mê, chậu làm ra phải đều đặn, chắc chắn, người quay chậu còn phải sáng tạo trong trang trí hình ảnh, quà tiết, hoa văn cho hài hòa. Tùy theo kích cỡ mà giá cả khác nhau, từ vài chục ngàn đến vài triệu đồng. Mỗi mùa vụ Tết, người làm nghề quay chậu lại tất bật, dẫu có hơi vất vả nhưng phải bận rộn đuôn tay đuôn chân thì mới có cái Tết ấm no. Ở miền Tây có rất nhiều nghề dựa vào thiên nhiên để khai thác kiếm tiền, ví dụ như nghề cào hến, nghề cào ốc, đặt lợp cua đồng, thả lưới cá cơm hay là nghề săn tìm mật ong. Nghề nào cũng thú vị, cũng ý nghĩa, giúp người dân có sinh kế ổn định cuộc sống, còn thể hiện sự nhạy bén, bản lĩnh của con người khi sống cùng thiên nhiên. Đam mê với nghề săn tìm mật ong, ba thanh niên tập hợp lại thành một nhóm để đi bắt mật ong khắp các tỉnh thành khu vực miền Tây Nam Bộ. Sau khi thương lượng được với các chủ vườn, ba chàng trai với bó đuốc bằng lá dừa chuẩn bị một vài đồ bảo hộ đơn giản như là cái áo khoác dài tay, bao lưới trùm đầu, một con dao và bật lửa, sau đó thoăn thoắt leo lên nhắm hướng tổ ong mà trèo. Kinh nghiệm để luôn có mật khai thác là không nên hốt hết tổ, phải chừa lại một phần cho ong không đi và chúng xây lại tổ mới. Anh Nguyễn Văn Công Hậu ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long nói. Hồi giữa giữa mùa nắng á, thì em có cắt được một ổ là tầm khoảng 7 lít rưỡi là nhiều nhất. Em thì càng bự em càng phái, tại vì nó yêu cầu mà mặc nhiều là mình cảm thấy mà mình vui, mà mình phấn khởi, mình phái chèo lắm, rất là thích chèo. Khi tranh thủ những ngày không có trăng và không mưa, nhóm anh Tấn, anh Hậu thường rảo quanh các khu vực quen thuộc để tìm tổ ong. Khi phát hiện mục tiêu, mỗi người chia nhau một khâu để công việc được thuận lợi và nhẹ nhàng. Đôi khi ong không chọn cành cao để làm tổ mà chúng trú ngụ trong những thân cây dừa bọng. Việc khai thác đỡ chất giả mà chất lượng và hương vị thì vẫn đảm bảo. Anh Nguyễn Hoàng Tân ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ. Mà nó có cái mùi thơm rất là dịu. Cái mùi thơm là theo em thấy là nó kết hợp nhiều cái bông, nhiều mật á, nhiều cái loại mật nó gom lại, nó thấy nó dịu hơn. So với cái mật ong gùi á, thì cái mật mình nó không có đặc bằng mật ong gùi. Mật ong tự nhiên nguyên chất là món quà quý thiên nhiên ban tặng cho con người. Đây là nguồn thực phẩm giàu dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Từ chi phí mỗi thành viên của nhóm có thể kiếm vài trăm ngàn đồng một ngày, mang về nguồn kinh tế ổn định. Từ đây những chai mật ong chất lượng đảm bảo nguồn gốc được cung ứng cho người tiêu dùng khắp nơi. Thưa quý thính giả, những ngày qua là mùa đánh bắt cua biển của ngư dân một làng chài thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Do đây là loại cua sống ngoài môi trường thiên nhiên rất bổ dưỡng nên được thị trường săn tìm, có giá bán cao. Ghi nhận tại làng chài của xã Ninh Ích thuộc thị xã Ninh Hòa là làng chài chuyên đánh bắt cua biển của tỉnh Khánh Hòa. Vào mỗi sáng sớm, các ghe xuồng nhỏ của ngư dân sau một đêm thả lưới trên đầm Gia Phu liên tục trở về với sản lượng trúng cua biển. Mỗi ghe xuồng nhỏ đánh bắt được hơn hàng chục ký. Hiện với giá bán cho mỗi ngày tại bãi khoảng 400.000 đồng một ký, mỗi ghe xuồng của ngư dân cũng thu được hàng chục ký cua biển. Có ghe trúng đậm gần 40 ký giúp ngư dân rất phấn khởi trước nguồn thu nhập từ độc biển trời cho này. Nhịp sống nông thôn. Thưa quý thính giả, ngoài tạo dấu ấn trong xây dựng đô thị, phát triển công nghiệp, tỉnh Bình Dương còn đi đầu cả nước trong xây dựng nông thôn mới, làm nên diện mạo một địa phương vừa hiện đại năng động, vừa hài hòa hữu tình với làng quê trụ phú. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Bình Dương đến nay có sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp,
huy động mọi nguồn lực tổng hợp để hướng tới mục tiêu lớn nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đảm bảo sự phát triển bền vững, hài hòa giữa nông thôn và thành thị. Hiếu Liêm là xã thuần nông của huyện Bắc Tân Quyên, tỉnh Bình Dương, có 4.000 hecta diện tích nông nghiệp. Với khí hậu và thổ nhưỡng đặc thù, các loại cây có múi ở đây ngon ngọt nhưng đầu ra vẫn bấp bênh. Từ khi xã Hiếu Liêm tập trung xây dựng nông thôn mới, hệ thống hạ tầng, đường xá được đầu tư, nâng cấp. Hoạt động từ sản xuất đến giao thương được kết nối thị trường ngày càng thuận lợi hơn. Ông Phạm Tấn Sĩ, trang trại Đồi Xanh, xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Quyên, tỉnh Bình Dương, nói. Về cái đường xá thì cũng như là cái vấn đề mà con người thì chính quyền họ cũng rất là quan tâm và tạo điều kiện cho các farm, các chủ farm cũng như nhà vườn phát triển làm sao đưa cái thương hiệu của mình đến tay người tiêu dùng cũng như là những cái đối tác một cách tốt đẹp nhất. Diện mạo nông thôn Bình Dương thay đổi rõ rệt từ khi có chương trình xây dựng nông thôn mới. Tại xã Hiếu Liêm, những vùng sản xuất lớn, chuyên canh, rộng hàng trăm hecta lần lượt hình thành. Sản xuất nông nghiệp đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao, chú trọng phát triển sản phẩm OCOP. Nhằm vậy, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt trên 90 triệu đồng một người một năm. Khoảng cách với các khu vực thành thị trong tỉnh dần được thu hẹp. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết. Trực tiếp hỗ trợ cho người dân làm các cái thủ tục hồ sơ về đăng ký VKF, thực hiện chương trình OCOP và cái đăng ký mã vùng trồng và mã truy xuất nguồn gốc để giới thiệu sản phẩm của người dân đến các cái thương lái cũng như là người tiêu dùng, nâng cao cái giá trị của các cái sản phẩm nông sản trên địa bàn xã Hiếu Liêm để tăng cái thu nhập cho người dân cũng như là giải quyết cái vấn đề việc làm cho lao động của địa phương. Điểm nhấn của chương trình nông thôn mới ở Bình Dương là sự quy động tổng lực toàn xã hội chung tay kiến tạo cuộc sống mới, nhất là vai trò nòng cốt, chủ động tham gia của người dân. Trong 6.400 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023, thì 51% quy động từ doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Đến nay, toàn bộ 41 xã và 3 trong 6 đơn vị cấp huyện của Bình Dương đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện 71% xã cũng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, là tiền đề để Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Ông Hồ Trúc Thanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Dương, nói về quá trình triển khai thực hiện. Mỗi huyện phải chọn một xã, một đến hai xã để thực hiện cái xây dựng cái xã nông thôn mới kiểu mẫu, gắn với việc mà phát triển du lịch sinh thái, rồi gắn với việc thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới để làm sao cái nâng cao được cái chất lượng hiệu quả nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương thông tin thêm. Tiếp tục thực hiện theo cái hướng là nông nghiệp đô thị, nông nghiệp kỹ thuật cao và nông nghiệp gắn với thị trường. Với những cái hướng đó trong thời gian tới thì khi sản xuất nông nghiệp phát triển, khi đời sống người dân khá lên thì cái nông thôn mới nâng cao của chúng ta sẽ đạt hiệu quả rất là cao. Bình Dương đặt mục tiêu đến năm 2025, tất cả xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó 10 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tỉnh cũng sẽ hoàn thành xây dựng thí điểm làng thông minh. Thu nhập bình quân của người dân tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2022, phát triển nông thôn theo hướng nông nghiệp đô thị hiện đại. Thưa quý khán giả, chương trình sản xuất sản phẩm OCOP của tỉnh Cà Mau, ngoài việc tạo ra lợi nhuận cho các chủ thể OCOP và nông dân, thì yếu tố bảo vệ môi trường cũng luôn được tỉnh chú trọng, bởi hoạt động sản xuất chế biến tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường là một trong những điều kiện quan trọng giúp sản xuất OCOP phát triển bền vững, từ đây cho ra đời các sản phẩm ngày càng chất lượng hơn, đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng. Cua Cà Mau là sản phẩm OCOP hàng đầu của vùng đất cực Nam Tổ quốc. Độ mặn phù hợp là được nuôi dưới tán rừng đước màu mỡ phù sa, giúp cua Cà Mau có thịt chắc, thơm ngon và dinh dưỡng. Hiện diện tích nuôi cua biển đang được mở rộng tại các huyện Nam Căn, Ngọc Hiển, Đầm Dơi theo hướng vừa tăng chất lượng sản phẩm vừa đảm bảo môi trường sinh thái, như nuôi cua kết hợp với tôm trong vùng rừng ngập nước được chứng nhận sinh thái hữu cơ hoặc nuôi theo hướng sinh thái trong vuông nuôi thủy sản. Bà Mai Thị Thùy Trang,
Giám đốc Hợp tác xã Tài Thịnh Phát Farm, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau, nói: Em sẽ lên một cái layout, cái vị trí là trồng gừng bền vững ở đâu, còn lại là canh tác như thế nào. Thì lúc đó tụi em sẽ làm, rồi sau đó phân chia, rồi những nông hộ nào có điều kiện, có kinh tế mua con giống, thì con giống đó tụi em đang nghiên cứu để làm con giống giá thành thấp nhất, chất lượng cao nhất để đưa cho bà con. Thì lúc đó họ mới trồng gừng và giữ gừng, họ không quan tâm đến gừng nữa. Cho dù họ bỏ đi một 10 đến 30% diện tích đất mà họ vẫn thấy được sự happy, sự kinh tế mang lại. Sản xuất nông nghiệp sinh thái hữu cơ đang phát triển mạnh ở tỉnh Cà Mau. Bên cạnh nuôi trồng thủy sản, trồng lúa hữu cơ cũng được nhiều hộ nông dân, hợp tác xã mở rộng diện tích, không sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu trên cùng một mặt vuông, vừa cấy lúa vừa nuôi tôm, thu hoạch sản phẩm sạch, giá trị kinh tế cao. Ông Nguyễn Giang Toàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Ông Muộn ở thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau chia sẻ. Đây là một cái hướng là đi rất quan trọng. Cái thứ nhất về đảm bảo cái nguồn lợi thủy sản. Cái thứ hai nữa là cái đảm bảo về cái sức khỏe của người dân. Đó, thì bây giờ mần thì có tiền, hai nữa là có sức khỏe, thì cái đó là quan trọng cho cái người dân. Với quy trình sản xuất xanh, sạch, bảo vệ môi trường được tỉnh Cà Mau xác định là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP nhằm đảm bảo các sản phẩm OCOP phát triển bền vững, đáp ứng tiêu thụ ở những thị trường khắt khe. Sản xuất xanh, sạch từ công đoạn đầu tiên nuôi trồng, chế biến lẫn ở công đoạn cuối như xử lý chất thải, phế phẩm nông nghiệp. Bà Lâm Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Thúy Đực tỉnh Cà Mau nói thêm. Ngày xưa khi chúng em chưa có được công nhận OCOP thì chúng em chỉ là xử lý môi trường bằng thủ công thôi. Bây giờ là ra ao này ao kia. Sau khi em được chứng nhận OCOP 3 sao thì đã được trung tâm khuyến công hỗ trợ là đề án khuyến công xây dựng hệ thống xử lý nước thải không gây hại cho môi trường. Từ đó chúng em cũng nâng được cái trí thức của chúng em lên rất là cao. Ông Phan Chân Minh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết thêm. Các tổ chức cá nhân là chủ thể sản phẩm OCOP thì rất là quan tâm, chú trọng đến cái công tác bảo vệ môi trường trong cái quá trình sản xuất. Hầu hết các chủ thể tham gia thì họ thực hiện đúng đầy đủ các thủ tục về bảo vệ môi trường như đã đăng ký và cam kết. Bên cạnh đó thì các chủ thể họ có cái hướng chuyển theo sản xuất là chế biến theo cái hướng tự nhiên, hữu cơ, tái chế sử dụng lại các cái phụ phẩm chất thải trong quá trình sản xuất. Sử dụng năng lượng sạch, bền vững. Nhờ các chủ thể OCOP nâng cao nhận thức về việc sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, chương trình sản xuất sản phẩm OCOP của Cà Mau ngày càng đảm bảo tốt các quy định về môi trường, là điều kiện thuận lợi để sản phẩm OCOP Cà Mau phát triển bền vững và vươn xa hơn. Nội dung vừa rồi cũng kết thúc chương trình Tâm Nông hôm nay. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình ngày mai.